6 loại thực phẩm cứu người bệnh cao huyết áp. 1. Của mọng. Các loại của mọng, đặc biệt là việc có dồi dào một hợp chất tự nhiên có tên là flavonoid có thể ngăn ngừa huyết áp cao và hạ huyết áp. Các loại của mọng như của mâm xôi, của dâu tây không khó tìm mua để bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Trong tủ lạnh nhà bạn nên chuẩn bị những loại của mọng này và sử dụng các loại của này làm món tráng miệng dễ ăn, giàu dinh dưỡng cho cả gia đình. 2. Rau lá màu xanh. Các loại rau có lá màu xanh như rau diếp, rau xà lách, rau cải xoăn, củ cải xanh, cải rổ, rau chân vịt đều là những loại rau rất giàu kali. Kali trong thực phẩm sẽ giúp cơ thể bạn đạt tỷ lệ kali cao hơn so với natri, vì vậy giúp trung hòa natri trong cơ thể. Điều này cho phép cơ thể loại bỏ được natri trong thận thông qua đường nước tiểu, vì vậy mà huyết áp sẽ hạ. 3. Sữa không đường Sữa không đường là loại thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất và tốt cho sức khỏe cơ thể. Sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa có thể nắc nu chặn được nhiều bệnh và nhiều triệu chứng bệnh nguy hiểm. 4. Bột yến mạch là loại thực phẩm giàu chất xơ, hàm lượng chất béo và natri thấp và rất rẻ nên cháo bột yến mạch được xem là một trong những loại thực phẩm rất phổ biến đối với những người huyết áp cao. Thời điểm lý tưởng để ăn cháo bột yến mạch là vào buổi sáng, bởi cháo bột yến mạch không chỉ có tác dụng trong điều trị huyết áp cao mà còn là loại thực phẩm bổ sung năng lượng cho cả ngày dài năng động. Bạn không nên cho thêm đường mà bạn nên bổ sung thêm các loại của tươi, lạnh để ăn kèm với cháo bột yến mạch. Năm, chuối. Chuối cũng là một loại trái cây chứa lượng kali dồi dào nên ăn chuối giúp bảo vệ sức khỏe rất tốt hãy cắt cổ chối thành các lát nhỏ bỏ vào chén ngũ cốc và bát cháo bột yến mạch để thưởng thức hương vị mới lạ của món cháo chuối là thứ quà ăn nhanh rất tiện lợi và rất rẻ 6. khoai tây thưởng thức một củ khoai tây nướng như một món ăn chính trong bữa tối thay vì ăn những đồ ăn chứa bơ bèo muối kem chua bằng sữa chua hay các món sốt nóng trong thành phần của khoai tây có chứa hai loại khoáng chất là kali và mạng giúp hạ huyết áp đồng thời trong khoai tây giàu chất sơ rất cần trong khẩu phần mỗi bữa ăn của gia đình bạn các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé cảm ơn các bạn